thứ hai là nó có giá trị trưng bày. Các bác thấy bộ cấu hình này thì chúng ta bày biện trong gia đình thì nó quá là tuyệt vời rồi. Nhìn thôi các bác cũng thấy là độ sang trọng của bộ cấu hình này rồi. Và không để các bác chờ lâu nữa, sau đây thì em sẽ test bộ cấu hình này để cùng các bác vào thưởng thức chất âm trên bộ ba huyền thoại này. Hãy subscribe.